Đó là các sinh viên đến từ lớp cao đẳng diễn viên sân khấu kịch hát K10B, giáo viên chủ nhiệm cô Hồ Thị Hồng Thấm. Xin được mời các bạn Nguyễn Thị Sang Sang, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Tấn Lực, Lê Văn Lập, Trần Duy Tân, Trần Duy Phong, Huỳnh Văn Tánh và Nguyễn Như Ý. Và bây giờ xin mời sinh viên Nguyễn Thị Sang Sang sẽ bước lên bục để nhận bằng. Cảm ơn cô Chi và thầy Dũng. Xin mời thầy cô sẽ cùng nghỉ ngơi một trong một giây lát. Chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí với hai tiết mục văn nghệ.